Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an chia rẽ, Tô Lâm củng cố lực lượng để đối phó với thế lực mới đang lên. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, hiện nay trong Bộ Công an đang nổi lên thế lực của em trai ông cựu chủ tịch nước. Ông Trần Quốc Tỏ được phong hàm rất nhanh để chuẩn bị chiếm chỗ cao trong Bộ Công an. Cánh Ninh Bình cũng muốn lấy lại quyền lực đã mất từ sau khi ông Trần Đại Quang từ trần một cách hết sức bí hiểm từ trước. Hiện tại thế lực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang rất mạnh. Trong đó thế lực Nghệ An là hậu phương của ông Vương Đình Huệ, thế lực Thanh Hóa là hậu phương của ông Phạm Minh Chính và thế lực Hà Tĩnh là hậu phương của ông Trần Cẩm Tú. Trong đó Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang liên minh rất chặt chẽ. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ và ông Tô Lâm. Còn lại những thế lực khác chỉ là chấp nối liên minh. Ông Tô Lâm quê ở Hưng Yên, nơi mà có vụ cướp đất Văn Giang nổi tiếng từ nhiều thập kỷ trước. Phe Hưng Yên không mạnh, bản thân ông Tô Lâm đang dựa vào ông Tổng để có thể đứng trong Bộ Công an. Ông Tô Lâm giờ vẫn là mạnh nhất trong bộ này, tuy nhiên việc giữ được vị thế mạnh nhất hiện nay đang bị thách thức nghiêm trọng. Trần Quốc Tỏ được danh là em ruột của cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang, và nhiều người trong Bộ Công an cũng đang đầu quân trong thượng tướng này. Có người đoán rằng tầm khoảng 2 năm nữa ông Trần Quốc Tỏ sẽ được phong hàm đại tướng, chuẩn bị thay thế ông Tô Lâm. Và nếu ông Trần Quốc Tỏ lên được chức đại tướng thì xem như vai trò của Tô Lâm sẽ chấm dứt. Trần Quốc Tỏ thì không phải bận bịu lãnh án cho ông Tô Lâm, vậy nên cứ việc gì mà ông Tô Lâm bận không thể làm được thì ông Trần Quốc Tỏ sẽ thay thế. Ví dụ như ông Tô Lâm đi Mỹ về cùng với ông Phạm Minh Chính thì ông Trần Quốc Tỏ thay thế mọi hoạt động của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Điều đáng lo đối với ông Tô Lâm hiện nay là ông Trần Quốc Tỏ đã liên kết với Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, và kết nối với Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm bên cạnh ông Tổng Bí Thư. Vào ngày 4 tháng 7, ông Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chủ trì lễ công bố trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác của Bộ Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Tại buổi trao quyết định này của ông Tô Lâm, ông Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng của Bộ Công an, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, người được cho là trợ thủ đắc lực của ông Tô Lâm. Quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, thay cho Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, từ ngày 1 tháng 7. Dưới thời ông Đặng Ngọc Tuyến, Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã không nắm bắt được tình hình để thế lực mới nổi lên đe dọa vị trí độc tôn của Tô Lâm trong Bộ Công an, cho nên dường như điều đó dẫn đến việc phải thay thế. Đối với Đảng Cộng sản, những cơ quan theo dõi mang tính tình báo, họ thường theo dõi trong nội bộ nhiều hơn là theo dõi ở bên ngoài. Ai nắm được cơ quan này thì người đó sẽ làm chủ cuộc chơi. Cục An ninh Chính trị Nội bộ là cơ quan quan sát đồng chí của mình rồi báo cáo về cho ông Bộ trưởng. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, tân Cục trưởng Cục Chính trị Nội bộ. Không biết lần thay nhân sự này thì ông Tô Lâm có mạnh hơn một chút ít hay được duy trì thế lực như thế nào cho đến hết nhiệm kỳ không cũng còn phải chờ. Bộ Công an chính là thanh gươm của chế độ, đứng đầu bộ này thì khả năng vào 5 vị trí dẫn đầu trong Bộ Chính trị là rất cao. Ai cũng muốn nhắm vào chiếc ghế Bộ trưởng đầy quyền lực. Trước ông Trần Đại Quang thì có ông Lê Hồng Anh vào được vị trí thường trực Ban Bí thư, đến ông Trần Đại Quang thì lên được chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên ông Tô Lâm thì đang nỗ lực, xem ra khả năng ông Tô Lâm vào tứ trụ không cao vì ông đã có quá nhiều tai tiếng. Hiện ông Tô Lâm nên tập trung lo cho nội bộ ổn định, còn khó thì nói gì đến lo về vấn đề leo cao hơn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Quốc Tỏ kéo liên minh trong và ngoài, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa và ai nữa đây? Nguyễn Hòa Bình đáng lẽ ra làm Phó Thủ tướng Thường trực ở Đại hội lần thứ 13, vì với Ủy viên Bộ Chính trị thì không thể ngồi ở chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao được. Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã bị Trương Hòa Bình cản mũi.
Trương Hòa Bình bị rớt Bộ Chính trị nhưng vẫn ngồi lì ở chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực, làm Nguyễn Hòa Bình hỏng ăn. Nguyễn Hòa Bình dường như rất hậm hực nhưng không làm gì được cả, vì Trương Hòa Bình sau đó rời sân khấu chính trị. Cú ngáng đường của Trương Hòa Bình giúp cho Phạm Bình Minh chiếm được chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực đầy triển vọng. Nguyễn Hòa Bình đang ngậm bồ hòm làm mọt ngọt lui về ngồi lại chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chiếc ghế mà chỉ có dành cho ủy viên Trung ương Đảng mà thôi. Nguyễn Hòa Bình cũng đang chờ cơ hội, mà người có cơ hội thì phải liên minh với thế lực đang lên, chứ không thể liên minh với những thế lực sắp hết thời. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, Nguyễn Hòa Bình đánh giá Trần Quốc Tỏ là thế lực sẽ thay thế Tô Lâm trong tương lai gần. Còn Trần Quốc Tỏ thì nhận nhiệm vụ nặng nề của gia tộc là khôi phục quyền lực cho cánh Ninh Bình. Và liên minh được kết hợp để có được sức mạnh vươn lên. Hiện nay Nguyễn Hòa Bình là người bên ngoài, là ủy viên Bộ Chính trị, đang có triển vọng muốn leo cao hơn. Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đang nắm chiếc ghế trưởng ban tuyên giáo Trung ương, chiếc ghế dành cho ủy viên Bộ Chính trị nhưng ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Nguyễn Trọng Nghĩa lại là ủy viên Trung ương Đảng mà thôi. Về triển vọng, Nguyễn Hòa Bình đang có triển vọng được bố trí ở vị trí cao hơn vì đang là ủy viên Bộ Chính trị. Nguyễn Trọng Nghĩa đang giáo diết và vận động để hy vọng rằng vào được Bộ Chính trị, vì ông Nghĩa đang nắm ghế dành cho ủy viên Bộ Chính trị trước đó đến nay, đó là trưởng ban tuyên giáo. Nếu hai người này được thăng chức ngay trong nhiệm kỳ này thì liên minh sẽ rất mạnh, vì trong liên minh có đến hai ủy viên Bộ Chính trị. Riêng trong nội bộ của công an thì hiện nay Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đang đứng ở phía Trần Quốc Tỏ. Ngành công an ngoài ngành tòa án và ngành tuyên giáo liên kết và tiến hành một liên kết rất có triển vọng, nó như kiềng ba chân vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình. Vào ngày 25 tháng 5, nhóm Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã có buổi họp chung lấy danh nghĩa là xử lý vụ án Trịnh Xuân Thanh. Đây chỉ là cái cớ. Vụ Trịnh Xuân Thanh đã kết thúc, án trong Trịnh Xuân Thanh đã được tuyên, không có lý do gì ngồi lại bàn về vụ Trịnh Xuân Thanh cả. Đó chỉ là mượn cái cớ mà thôi. Nếu bộ ba này liên kết thì không biết lực lượng nào có thể chịu nổi. Tuyên giáo lấy mặt trận báo chí, tòa án cầm cán cân công lý bẻ cong, cong theo hướng có lợi cho nhóm. Còn công an đã nắm những nguồn tin điều tra tuyệt mật. Nhóm liên minh này mới nhìn tưởng là những nhân vật không lớn lắm. Tuy nhiên nếu xét kỹ các ban ngành này phối hợp với nhau thì là cả một rừng sức mạnh. Kẻ mạnh nhất trên chính trường là kẻ có quyền lực lớn nhất. Điều đó có thể đúng và cũng có thể sai. Ví dụ như thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư. Về quyền lực thì ông Nông Đức Mạnh lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên về thực lực thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là kẻ lấn lướt hơn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ngoài những quyền lực lớn, kẻ nắm thông tin mật nhiều nhất thì đấy mới là kẻ thực sự mạnh, và mạnh trong bóng tối. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đang nắm ban tuyên giáo Trung ương, ban này đứng trên Bộ Thông tin và Truyền thông, nghĩa là hơn 800 tờ báo lớn nhỏ của chế độ đều nằm trong tay của ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Đây là bước liên minh lợi hại của ông Trần Quốc Tỏ để chuẩn bị thay thế cho Tô Lâm. Trần Quốc Tỏ đã đi những bước đi rất vững chắc. Tuy nhiên chính trường là chính trường, đôi khi một sai lầm phải trả giá rất đắt. Trường hợp của ông Trần Đại Quang, anh ruột của ông Trần Quốc Tỏ, là một ví dụ rõ nhất. Không biết ông Trần Quốc Tỏ có rút ra được bài học gì hay không.